Việc gì cũng đến tay. Đứa con gái phải ra tay cứu bố và cái kết bị ông bố cho ra rìa sau khi làm lành với vợ. Trong hôn nhân, không tránh khỏi những lúc vợ chồng xảy ra chiến tranh lạnh. Bị vợ dỗi, các ông bố thường hay tìm đến vị cứu tinh là con mình với tín hiệu SOS. Bình thường đúng là có hơi báo một chút, nhưng lúc cần thì cũng được việc ra phết. Mới đây, một cô gái đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc giải cứu ông bố và bà bố sau cơn hờn dỗi, khiến cộng đồng mạng không nhịn được cười. Mẹ à? Thế giận dỗi nhau đấy à? Bố mày yêu mẹ ăn chơi hết. Đây này, này nói chuyện với nhau tâm sự đi. Em yêu à? Oh my god. Rồi đúng dỗi rồi. Chồng đi làm về muộn mấy hôm thế là dỗi. Ồ, chị em mặn gì đi đi Tam Mau. Úi giời. Đi Tam Mau là đi đâu bố? Tam Mau là bỏ nhà đi đấy. Xách ba lô và đi đấy. Hàn Huyên tâm sự đi làm lành đi nhá. Con đi xuống nhà đây. Bye nhá. Chỉ là một cuộc điện thoại quá là đơn giản, cô gái đã kết nối được bố mẹ mình. Mà phải công nhận là ông bố cũng có tuyệt chiêu đỉnh chóp, mở đầu với ba chữ em yêu à, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Sau khi vào vai sứ giả hòa bình thì cô con gái đã bị ông bố cho ra rìa luôn vì bận làm lành với chị nhà mất rồi. Dân tình không khỏi thích thú với màn hòa giải của cô gái này, nhiều người đã để lại bình luận như sau. Bác trai tình cảm vui tính như này chắc cô không dỗi được quá nửa ngày đâu. Có đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo. Cô chú đáng yêu quá đi. Xem xong đoạn video, anh em cũng học hỏi ngay cô gái này nha. Nhanh trí áp dụng với ông bố và bố mình, chẳng may có lỡ giận dỗi nhau. Chúc cho gia đình của cô gái lúc nào cũng luôn hạnh phúc. Bạn nghĩ sao về màn hòa giải của cô con gái trong đoạn video? Comment ngay cho TV Chen được biết với nhà. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho TV Chen và cập nhật thêm nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nhé.